các bạn sẽ mua được những điện thoại tầm trung này với mức giá vô cùng tốt. Có những điện thoại đưa về Facebook giá rẻ luôn. Tại điện thoại hay.vn ở cơ sở 208 xã Đàn, các bạn chú ý nhé, 208 xã Đàn, Hà Nội. Đấy, thì các bạn sẽ được mua những điện thoại này với mức giá rẻ không tưởng luôn. Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video top điện thoại giá tốt ở trên kênh YouTube của mình. Ở những video lần trước ấy, mình đã làm về top những điện thoại giá rẻ hàng chính hãng đáng mua này, xong rồi tầm trung hàng chính hãng đáng mua này, cận cao cấp hàng chính hãng đáng mua này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái sản phẩm hàng sách tay đáng mua đi, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy, thế thì hôm trước thì cũng nói nhiều về Xiaomi rồi, thì hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung nói nhiều hơn về Realme. Bởi vì mình thấy là những chiếc điện thoại sau đều là cực kỳ đáng mua trong phân khúc tầm trung. Tầm trung thì mình cứ tính là tầm khoảng 6 triệu đến 8 triệu đi, còn nếu mà cao hơn nữa thì 9 đến 13 triệu thì mình gọi là cận cao cấp, còn trên đó thì mình gọi là cao cấp, được chưa? Còn tầm khoảng dưới 5 triệu thì trên dưới 5 triệu trở xuống thì mình gọi là giá rẻ. Đấy. Thế thì những sản phẩm tầm trung đó là gì? À, nhưng mà trước khi nói về những điện thoại tầm trung như này nhá, thì thậm chí là các bạn sẽ mua được những điện thoại tầm trung này với mức giá vô cùng tốt, có những điện thoại đưa về phân khúc giá rẻ luôn. Tại điện thoại hay.vn ở cơ sở 208 xã Đàn, các bạn chú ý nhé, 208 xã Đàn, Hà Nội. Đấy, thì các bạn sẽ được mua những điện thoại này với mức giá rẻ không tưởng luôn. Ví dụ như là Realme GT Neo 2T chỉ còn 4.990.000, GT Neo 2 chỉ còn có dưới 6 triệu, và GT 5G chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 888 mức giá dưới 7 triệu không tưởng luôn. Đều là hàng mới 100%, đều đã có bảo hành vàng các thứ cho các bạn hết rồi. Quá hay đúng nào. Tất cả thông tin thì mình đã để phía dưới phần ghim comment của video này rồi. Và bất kỳ ai đến điện thoại hay ở 208 xã Đàn vào cái ngày chủ nhật tuần này, ngày 5 tháng 6 đấy, thì các bạn đều có quà, chú ý là bất kỳ ai đến cũng có quà. Và để mua được những cái sản này với mức giá tốt thì mình nghĩ là anh em nên xếp hàng sớm một chút. Xếp hàng sớm trước 8 giờ sáng là chắc chắn là sẽ ngon nghẻ đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với từng sản phẩm một nhé. Đầu tiên là Realme GT Neo 2T với cái tầm giá khoảng 6 triệu rưỡi. Đây là giá gốc đi nhá. Còn ngày hôm đấy các bạn đến sẽ là giá nó tốt hơn rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này sẽ có một số các cái ưu điểm. Thứ nhất đó là thiết kế tương đối là trẻ trung, cảm giác cầm nắm khá tốt, tương đối mỏng nhẹ. Nó cũng sẽ có màn hình AMOLED tần số quét là 120Hz, độ sáng 1000 nit. Chạy con chip Dimensity 1200, con chip này cũng khá là ổn đấy chứ. Bộ nhớ trong là UFS 3.1, RAM ROM này rất là thoải mái, 8128 đã là tối thiểu rồi. Camera 64 chấm, có loa ngoài là loa kép, rồi có viên pin là 4500mAh và có cả sạc nhanh 65W nữa. Không điểm gì phải lăn tăn đúng không ạ? Nếu mà 6 triệu rưỡi bây giờ mà bảo là mua điện thoại hàng chính hãng đi, ví dụ thế, thì chúng ta sẽ chỉ mua được Redmi Note 11 Pro phiên bản 4G thôi nhá. Mà Redmi Note 11 Pro 4G không có đủ tuổi để so sánh sang với Realme GT Neo 2T. Nói thế cho nhanh đúng không ạ? Vậy nên là lựa chọn cái mức giá 6 triệu rưỡi này mình thấy là cũng rất là hấp dẫn dành cho sản phẩm này rồi. Tiếp tục nữa nào. Realme GT Neo 2 đang được bán tại điện thoại với mức giá là 7.290.000 đồng. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó sẽ có một số các cái ưu điểm, ví dụ như là chip thì là chip Snapdragon 870 rồi. Đấy, 870 luôn nhé các bạn nhé. Con chip này thì ưu điểm là rất là mát. Đấy, UFS cũng là 3.1, RAM ROM tối thiểu đã là 8128 rồi, rất thoải mái luôn. Màn hình AMOLED tần số quét là 120Hz, có HDR10+ và độ sáng lại còn cao hơn nữa cơ, lên tới là 1300 nit cơ. Camera 64 chấm góc rộng, rồi là macro các thứ là đầy đủ luôn. Có loa ngoài là loa kép. Viên pin bây giờ thì cũng đã lên là 5000mAh rồi. Anh em đỡ phải lăn tăn là 4500, liệu nó ít hay không thì bây giờ lại lên là 5000mAh rồi. Hỗ trợ sạc nhanh 65W, có 36 phút là sạc đầy pin rồi. Đấy, mình nghĩ là như này là ổn đấy chứ. Và chú ý là tất cả những sản phẩm Realme thì đều được có sẵn tiếng Việt. Và cái việc cài đặt Safe Play rất là dễ dàng. Nếu mà so với Xiaomi sách tay thì chắc chắn là Xiaomi sách tay sẽ không có được cái tiếng Việt có sẵn đâu. Hay như là một cái sản phẩm nữa mình thấy là rất là ngon này, đấy là Realme GT 5G. Lâu lắm rồi sản phẩm này mới quay trở lại, và đã quay trở lại là mức giá là nó phải hấp dẫn. Đấy, thì sản phẩm này bây giờ mức giá có 7 triệu rưỡi tại điện thoại hay thôi. Trời ơi, 7 triệu rưỡi chúng ta mua được điện thoại chạy chip 888, các bạn có tin được không ạ? 7 triệu rưỡi chạy chip 888.
Cái chiếc điện thoại này thì nó có một số các ưu điểm, ví dụ như là thiết kế trẻ trung, cảm giác cầm nắm tốt, màn hình AMOLED tần số quét 120Hz có HDR10+, độ phân giải là Full HD cộng các thứ nữa. Chip 88, RAM ROM tối thiểu đã là 8128 rồi, UFS 3.1, camera thì vẫn là 64 thôi. Nghĩa là thực ra là Realme họ sử dụng chung cái cụm cảm biến như này cho khá là nhiều những sản phẩm của mình ý. Pin 4500 sạc 65W, rồi loa ngoài là loa kép, nghĩa là đại loại là sản phẩm này nó cái ưu điểm lớn nhất đó là chip 888 với cái tầm giá đó. Đấy, và một cái sản phẩm nữa mình nghĩ là cũng khá ok đấy, đấy là Realme GT Neo 3 đấy. Nhưng mà Neo 3 thì hiện tại là bây giờ là cái sản phẩm này nó về hàng không được nhiều. Đấy, và nếu mình nhớ không lầm là chỉ về hàng cái phiên bản 8128, còn phiên bản 6128 thì như là giá nó 7.890 thì phiên bản này thì như hết hàng thì phải. Còn 8128 thì nó lại vượt quá cái gọi là mức giá mà mình gọi là tầm trung rồi. Đấy, nó lại 8.690 cơ, chứ lại không phải là dưới 8 triệu nữa. Còn nếu mà so Realme GT Neo 3 thì ở trong cái tầm giá này mình nghĩ là mua Realme GT 5G sẽ hợp lý hơn. Thứ nhất là giá nó rẻ hơn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là nó là chạy con chip Snapdragon 888 thì mình nghĩ là nhiều người chúng ta sẽ thích cái con chip này hơn là con chip Dimensity 8100 đấy. 8100 thì được định hình cùng phân khúc với 888, nhưng mà nói gì nói so với 888 thì mình vẫn thích 888 hơn. Đấy. Còn chúng ta sẽ lựa chọn GT Neo 3 khi mà chúng ta cần một chiếc điện thoại với pin trâu hơn, đấy tầm khoảng 5000 mAh và sạc nhanh hơn, đấy sạc 80W. Và chúng ta sẽ thích một cái điện thoại với màn hình lớn hơn 6.7 inch, nhưng mà thực ra là mình thấy là 6.7 inch và 6.43 inch thì nó không lệch nhau nhiều về kích thước lắm đâu. Còn nếu mà để lựa chọn thì mình thấy là lựa chọn Realme GT 5G thì hiện tại nó sẽ hợp lý hơn là Realme GT Neo 3. Bây giờ cơ bản là GT Neo 3 cũng chả có hàng để mà mua nên là cũng khó. Còn ngày trước thì ở trong cái phân khúc tầm trung như này thì mình thấy là có những sản phẩm của Xiaomi là rất ổn nhá, ví dụ như là Redmi K40, K40 Gaming, K40 Pro thì đều là những sản phẩm đáng mua. Nhưng quan trọng là bây giờ không mua được nên là mình không tư vấn, chứ không phải là tại sao video tập trung này lại toàn thấy Realme thế chả thấy Xiaomi đâu, bởi vì đơn giản là nó còn đâu mà mua, đúng nào, còn đâu mà mua đấy. Còn Xiaomi nếu mà so với Realme trong cùng phân khúc này thì Xiaomi sẽ không có sạc nhanh bằng, sẽ không có camera đẹp bằng và cũng không có sẵn tiếng Việt như là Realme. Chắc chắn Realme ở trong tầm giá này có phần hình hơn là Xiaomi đấy, và thậm chí là cảm biến vân tay ở bên trong màn hình là những sản phẩm Realme này nó có sẵn luôn. Xiaomi vẫn rất nhiều sản phẩm mặc dù có màn hình AMOLED nhưng lại cảm biến vân tay bên cạnh không cơ. Đấy, thì cũng là cái mà chúng ta cần phải ý tới. Và anh em chú ý nhá, ngày vàng chỉ có một ngày duy nhất thôi là ngày mùng 5 tháng 6 tại Điện Thoại Hay, cơ sở 208 xã Đàn, tại lại là vào chủ nhật tuần này này, là anh em sẽ được giảm giá những cái điện thoại tầm trung cực kỳ ngon nghẻ kia với mức giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Điện Thoại là một trong những nơi mà bán uy tín và rẻ nhất trên thị trường đối với những sản phẩm Realme, Xiaomi đấy, hay là Vivo IQ ấy. Thì tất cả những sản phẩm mà các bạn mua tại Điện Thoại đều được bảo hành là tặng bảo hành vàng luôn, cả nguồn màn hình với cả vân tay, mà vân tay đều là vân tay trong màn hình ấy chứ. Chứ còn như một số cửa hàng khác là họ không tặng cái này thì các bạn sẽ phải bỏ thêm khoảng 400-500 nghìn để mua bảo hành vàng. Còn nếu không mua, mặc định là không bảo hành luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái quan trọng nhất là nguồn màn hình vân tay họ không bảo hành rồi thì mua làm cái gì? Đúng không ạ? Tự nhiên chúng ta phải mất thêm tiền, chúng ta cảm thấy khó chịu không? Thì Điện Thoại mặc định là sẽ được tặng sẵn. Ok. Và hẹn các bạn vào chủ nhật tuần này nhé. Chắc là mình cũng phải đến để mình săn ấy. Mình ở Hà Nội mà. Ok, bye bye.